chào đại gia. Đại gia, kênh đại gia. Đây là phòng đẹp trai ấy nhỉ. Ui. Bắt đầu. Tranh ba biên em ơi. Mát thật, bia cỏ mát. Cũng mát sở trường anh em. Sài Gòn, trong mình trong này có bia mình không nhỉ? Có anh. Trong mình trong người kia uống bia chai. Có hết anh. Trong mình trong uống bia chai. Còn này uống bia chai, còn ngoài Bắc mình là ngoài Bắc này là có phong tục là người ta nhiều tiền thì người ta ở nhà hàng khách sạn sang. Còn mấy anh em mình là ở nhà quê là bia cỏ vỉa hè rẻ. Mấy nghìn cốc? Hả? 8 nghìn. Em ơi, bên này bây giờ bao tiền cốc? 10 nghìn đấy. 10 nghìn cốc. Cho anh 9 nghìn được không? Rót vơi hơn đi. Hả? Bớt bỏ đi đi. Bớt bỏ đi. Hả? Bà bà chủ đâu? Bỏ. Rót rót vợ đi. Rót ít hơn tí. Lấy 8 nghìn thôi. Anh chỉ có 8 nghìn thôi. Sao lắc đầu? Này anh bảo. Anh bảo. Này đây. Sao lại mặc áo 2 chữ H đây? À. À. Sao lại có áo 2 chữ H? Cô chủ cơm mặc à? Cô chủ đâu rồi? Bây giờ em gọi điện đi. Em gọi điện bảo là chú Ấn Hồng. Chú bảo là bây giờ một cốc 10 nghìn thì mà mình rót bớt đi là bán 8 nghìn thôi. Đó. Cởi cái áo chữ H chữ H ra nhá. Nhá. Cô chủ em là người Thụy Sĩ à? Cái hãng đang bị tẩy chay là Thụy Sĩ nhỉ? Vâng. HM là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ. Chị không biết luôn. Vâng. Ấy là Yên Bái thôi. Thụy Sĩ à? Em biết. Thằng HM anh tưởng của Thụy Sĩ nhỉ? Ừ. HM à? 7.600 cho anh em nhá. Cảm ơn 7.600 cho anh em với kỷ niệm với quà sẻ. Đây cháu ơi. Sao cháu mặc áo HM? Hả? Hả? Đây không phải 8.000 đúng không? Đúng không? Đúng không? 8.000. Ừ, 8.000 được. Uống cốc bia 5k thôi, ừ, được. Mỗi nghe bổ quả thẻ. Bổ quả anh em bổ quả thẻ. Các bạn. Đây là có phải áo HM không? Đây. Mọi người. Đây có phải HM không? Đúng không? HH đúng không? Đây. Đây có phải 2 chữ H đâu? Phải không cháu? Hả? Ai không cháu mặc áo 2 chữ H đây? Hả? Quán à? Quán à? Đấy. Đấy. Mọi người. Dân cháu phải không? Phải 2 chữ H đâu? Hả? Tình gái ấy. Đúng là chát đúng không? Đúng rồi ạ. Đúng là chát đấy. Thầy giật ít mồi thôi. Có ông nào ở Đông ở đây làm vài cốc bia giao lưu nhá. Nhá. Mấy bạn thì ở 7.900 anh em đúng không? Đúng là chát luôn. Nếu ông nào mà không tôi lại cho gọi cháu nó ra nhá. Chú Huấn uống say không nói lung tung nhé. Đối hay ra nhỉ. Này. Chú cốc ra. Đây đây đây. Cái gì? Mang uống à? Đây phải em. Mấy bịp à? Mấy bịp à? Anh chát anh ngồi đi. Thấy để cho. Ôi 8.300 anh em nha, ngồi đâu đấy xin cốc bia. Anh đang ngồi ở chỗ Laika Nguyễn Văn Lộc, em ra đây. Anh em mình làm vài cốc bia. Đây, ngoài Bắc này. Đấy anh em này. Làm một cốc bia này. Đấy, làm mấy cái dâu mực kiểu cho. Và mấy con tôm này. Đấy. Mấy con tôm con này. Đấy là đặc sản của ngoài Bắc. Bia vỉa hè. Nếu mà đúng những người gốc Bắc là phải biết uống bia vỉa hè. Lạc giác và cái loại này. Dâu mực. Và món
rau muống xào tỏi. Đây là món rau muống xào tỏi. Đấy. Và bảo Khánh ghi vào đây. Có đây này. Đây là lạc này. Chú ơi không phải chữ hát hát. Đây đây. Ok anh em nhá. Nê mạnh nước là thầy khát nước à. Đố thầy bây giờ mình chia sẻ 10.000 nên thầy uống cho. Không 3 3 4 9 0. Mười nghìn đâu cháu ra chú bảo cái thằng kia nó bảo à đây không phải chữ hát hát đâu. Cháu quay lại nào, đây có phải chữ hát hát không, mọi người nhìn lại nào, nhìn lại đây, như phải cháu bảo đây có phải chữ hát hát không, phải không, phải không, có phải không ạ? Nếu mà cháu nói đúng chữ hát hát thì chú bo làm lốp luôn hả? À, đây có phải chữ hát hát không? Đâu đây nhá, còn là hát hát đây này, đây đúng chữ hát hát luôn đấy, đúng không? Thầy Huấn à, cái thằng Huấn Hồng nó là bạn của chú nè. Bo cho được hai đứa lắp lốp nhá. Đây đi, cầm đi không nhận được đấy, chú đây. Hai đứa uống nước cà phê đấy. Ok, nó phải lịch sự, chơi nó phải lịch sự, trêu cháu nó là phải lịch sự. Làm khói mua chưa? Ấy, 10.300 anh nghe rồi. Anh dùng hết đi, này. Hả? 10.300 đi. 10.300 đi. Anh bảo 10.000 anh uống hết à? Anh bảo 10.000 anh uống hết. Ok, 17 đấy. Ông cứ lên 5.000 anh uống một cốc rồi. Cứ lên 1.000 uống cốc. Lên 1.000 à? Lên 500 người uống cốc á? 5.000 á? 5.000. 1.000 uống một cốc. 1.000 uống cốc và bây giờ lên 11.500 các em, và lên 20.000 thì tao đổ này. Cốc thứ 16 rồi các em. Lên 5.000 là đẹp. Thêm bia đi em ơi. Thế rồi. Cốc 16 ấy. Đấm nhau không? Không ở ngoài Bắc chú lì xì cháu đi cho chúng mày lì xì thì chú tặng cho mày 200k luôn. Chúng mày tải cái link hache 88 88 play.com ấy, mày tải về tặng mày 200k mày chơi. Link rồi nhá, đấy em tải hache 88 play.com tải về có 99k uy tín luôn, chiến đấu có chết rồi. 12.500 rồi, uống cốc nữa à? Đúng rồi. Mày bị cũng kia đó. Rồi, chơi mọi người này chết rồi, mọi người cứ chia sẻ này. À, mấy ông Facebook thì chơi giỏ mình rồi, nướng bổ có thể. Chú gọi cháu ấy lại đi, cháu thích quá. À. Thằng kia nó bảo là chú gọi cháu kia xinh thì cháu kia xinh quá. Mày chia sẻ nên 15.000. Chú gọi nha. Chú gọi cho, xin Facebook cho mày, được chưa? Dạ. Bộ có rẻ. Đấy nhá, nên hứa mọi người cho nên 1.000 là uống một cốc được chưa? Hai phải lên 20.000. 1.000 uống một cốc nhá, chơi đẹp nhá, chơi. Kể cả hôm nay uống 40 cốc được, nhưng mà lên nếu cứ lên 1.000 uống cốc. Không nghe được. Cái gì Đức? Anh để nó tăng nào nó trở lên 15.000 đúng không? Thì anh uống 3 cốc nữa. Mày cứ kích cái nhảy ra, mọi người cứ chia sẻ. 13.000. 13 cái tụt rồi. Nhà món này. Đấy. Nhậu đơn giản thôi anh ạ. Rau muống. Về Ninh Bình uống với anh. Hả? Về Ninh Bình uống với anh đi. Cháu chú rau tất cả. Cháu cho chú rau tất cả. Cái rau là rau tất cả có. Xong rồi nó lại lên rồi. Ui, chắc chắn là lên là anh này đúng không? Thằng nào nó chia sẻ mạnh thế nhỉ? Thằng nào chia sẻ đấy? Tại sao phải uống cốc nữa rồi?
Đấy, 18 cốc đấy nha. Ui giời ơi. Thôi con lại các bố. Không có rau à? Ở đây đâu. Con có đậu không? Có đậu lướt ván không? Đây cho thầy, à cho chú ít. Ui giời. Hôm nay Sen nhiệt tình mong mọi người chia sẻ 20k cho chú Ấn ngất luôn. Nếu mà uống chắc là đây là 10 cốc nữa là chắc là ngất luôn đây đấy anh em. Cứ bình tĩnh. Từ từ cái thằng này nó nguội. Cả lúc này cốc uống 2 cốc về luôn. Sắp say. Say chưa? Say nào? Bia này nhá. Anh uống không bao giờ đi đái luôn. Ngồi nguyên luôn. Bia này uống là mình anh uống khoảng độ 30 cốc. Mày gọi thêm một thắng này. 13.700 lại sắp phải uống rồi chú Ấn ơi. Chú mời cháu một cốc. À đấy cháu Tải đây, cháu lì xì, cháu chiến đấu ấy, cháu đánh phỏm giỏi, cháu vào thi đấu với chú. Đấy anh phỏm. Mày có biết chơi tài xỉu không? Cho cháu ít rau quẹt khu nhé. À ngoài Bắc cháu ơi. Ngoài Bắc thì là chỉ có rau muống là một này, rau muống này. Đây là phải review qua này, tay hơi bẩn đến kệ. Ngoài Bắc là rau muống là người ta xào là người ta phải để cả lá như này ăn nó mới béo phải chưa? À. 14 21 rồi. Còn, anh muốn đi. Ok. 14 21 rồi. Còn đây đang giới thiệu luôn cái rau muống đó. Đấy. Ngoài Bắc là rau muống là xào là phải để cả lá. Lá hiểu chưa? Còn trong Sài Gòn là người ta vặt con bà hết cái lá đi người ta xào mỗi cái cuộn không. Đấy. Ở đây là cụ mực 14 ớt chứ. 14 rồi. Là chơi với cộng đồng mạng, đúng là mày đúng là chơi với cộng đồng mạng. Mày cổ vũ tao các bạn là cái thằng này. Cái thằng anh em thế à? Anh em mà thấy nhau bị uống nhiều rồi cứ ngồi mày cười. Tao với mày cút đi, mày chia tay đi. Thế không chơi nữa cái thằng này. Anh mình lơ ra đây cho mọi người xem là hết chưa? Đúng rồi. Ui giời, lại sắp 10 năm rồi, chết máy rồi. Sao mà lơ đi đái đi đây. Không, thế cứ ra phải uống đa. Mắm tôm. Huế. Ui giời, các bố cho con ăn miếng. Các bố chia sẻ này, chết con rồi. Nươn quá, uống đi thôi đi. Chú uống rồi đây, chú có lươn đâu mà mày. Chơi đẹp đấy, chơi cái chất. Chào Nguyễn Trọng Thành nhá, chào cậu nhá. Đang ở đâu em ra, có Hà Nội đi uống bia cỏ với anh không? Có thật mà. Nè, bia cỏ lạc ra. Alo. Lạc thẳng người Bắc à. Người Bắc này, người Bắc này tình cảm. Anh ra quán đối diện à nhá. Ngoài Bắc này, người Bắc này tình cảm là chính. Đấy. Đâm ra ngoài này sống rất là đơn giản, anh em rất là đơn giản, không phải cầu kỳ. Không phải là tiếp khách hay là như nào, là phải nhà hàng sang trọng đâu. Ngoài này kể cả là anh em tôi giàu anh nghèo để cứ ngồi vỉa hè là cũng vẫn nhậu với nhau được. Ngoài này có bia hơi rất là ngon. Đấy. 15.000 rồi, uống nhanh nhanh. Thằng Đức này, mày chia rẻ anh biết cơ à? Không. Hả? Không. Mày trên đều anh ấy à? Nó chưa tác động. Nhiều lắm. Uống bia say xong làm tí mai quý nhé thầy. Chào bạn Thế Nhật nhá. Chào anh em nhá. Mấy 5k rồi xin Facebook cháu nó đi chú hơn. Ai rồi chết rồi. Cháu hát mà, hát 15k xin như lời hứa đúng không? Còn thiếu 100 nữa. 48 rồi. Một thiếu đúng 100 nữa là mình sẽ xin nhá. Chú bảo cháu có chơi Facebook không? Hả? Cháu là sinh năm 2008 mà anh Cư ta trẻ lắm. Chú tưởng 2008 hay 2009. Cháu quê đâu? Hà Giang, Hà Bạc. Anh Tư là bao tuổi? Anh Tư năm nay là 17. Cháu chua con gái chú đến 1 tuổi.
gái nhà chú anh Năm. Cháu cũng chơi Facebook à? À, tụt rồi, may rồi, may rồi. Cháu chờ tí nữa. Cháu ở Hà Giang nhá, 23 nhá. Đúng. Cháu nó ở Hà Giang 23, đúng là anh em đến 23 nhá. Vào bờ luôn nhá. 15.000 xin Facebook cho mà. Mấy ông chơi đều, 14 là tụt rồi. Thầy uống bia gì để cháu rắn mát? Mẹ tặng. Chú uống nhậu thay đi bay. Mày uống đi bốn rồi. 15.000 mới xin. Anh tặng em cốt, anh tặng mày 99k. Mày muốn nhận 200k thì anh lì xì cho mày được thoải mái. Mày vào cái link ACE88play.com ấy, uy tín, mày tải về không nào. Anh cho mày chơi miễn phí nhá. Mày chơi miễn phí luôn, không cần mất phí, không cần mất cái gì cả. Anh tặng cái mày 99k, mày tải về anh tặng cái mày 99k luôn. ACE88play.com uy tín của bà luôn, cho nó nhanh. Tải xong đi nhá. Anh gửi nhà ghim link cái tải xanh. Vào bờ thì đấy, hôm nay cháu nó là 23 thì cứ 23 mà lệ. Không thì mày nhắn tin vào Zalo 0855 456789 là anh em ta cùng vào bờ. Mà tối hôm nay là cùng nắm ra đảo nhá. Bây giờ không lên 15 vẫn uống à, lâu uống nó nguội bia nhá. Uống đi không? Đâu? Đúng rồi. Thế bây giờ là anh đã được uống mấy mày chưa? Anh hỏi mày một câu cuối này. Mày đừng có cậy mày có tiền nhá. Hả? Bây giờ mày cậy mày có tiền mày. Ừ, được đậu lướt ván rồi. Đấy, đây này. Đây, bà con này. Đậu lướt ván này là đậu phụ ở ngoài Bắc. Trong ngoài Sài Gòn nó gọi là đậu gì nhỉ? Sài Gòn đậu hũ. Sài Gòn đậu, Sài Gòn này, cái đậu phụ này. Đây, bà anh em. Sài Gòn cái đậu này, trong Sài Gòn người ta gọi là cái gì nhỉ? Đậu hũ. Kéo bà ấy. Đúng rồi. Tao ở đấy bao năm quên bà rồi, từ lúc về quên quá. Ngoài bằng này là ngoài Bắc ở đây gọi là để là đậu phụ. Ngoài Bắc này thì cái đậu này là làm từ cái cây đỗ tương. Đỗ tương thì ngoài mình là đỗ tương, nhưng mà trong Sài Gòn nó gọi là cây gì nhỉ? Nếu biết luôn. Thơm. Bây giờ uống được chưa được? Uống hết nhá, 100% nhá. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Zalo của anh là 0855 456789. Nhắn tin đây. Mày thích ra đảo hay thích vào bờ thì mình nhắn tin vào Zalo 0855 456789. Tối nay tao cho mày, không cho mày vào bờ, không cho mày ra đảo, không mày uống đâu luôn. Cái gì ạ? Phải đủ má anh kìa. Phải bịp à? Anh sao? Uống đi. Chơi đẹp đi em. Anh. Sao quá? Hết đi. Đậu thơm. Chiên. Đậu này chiên lên rồi hả? Đủ đấy. Riêng nha, đậu phụ em. Là khi chiên lên nhá. Là không có tí mắm tôm mà nhá. Dở luôn, ngon. Còn để thắng tay dâm ra biết thắng cái ra để gọi quần cứu viện ra. Thắng tay dâm mày. Thầy Huấn uống bia như bò. Cháu cũng đang làm cốc bia cho yêu đời. À được, cháu làm cốc đi. Cháu em muốn Nam nhá. Hai chú cháu cạnh nhau cái. ACE88.com 290. À thì đấy mày tải đấy, cứ nhanh không? Uy tín sao? Uy tín. Anh thỉnh thoảng anh chơi giải trí thôi nhá. Mày có chơi ACE88.com ấy, tải về. Quay vừa được năm mấy triệu. Đó. Quay vừa được năm mấy triệu. Mẹ được năm mấy triệu thì đánh mẹ mất 10 triệu rồi. Thì còn được 40 triệu thì thằng kia nó xin phụ nó 20% rồi đó. Cái này nó phím cho anh ấy. Xin 20% cho mẹ nó 10 triệu. Thế tối hôm qua này mua thì mẹ lại làm đôi giày này rồi
làm đôi giày hết luôn. Thế năm nay là phải kiếm. Ok nhá, 10.000 mấy trăm anh em nhá. Okay. Em tải đi, em tải vào cái link anh ghi lên. Anh tặng cho. Ok. Hai viên nữa. Rồi. Ờ, vãi lời chú Huấn uống 100% cả. Nghe nhỉ? Toàn phát một. Cháu nhìn hai thằng em chú à, uống bia đéo kiểu này. Đây là Khánh thì mẹ chuyên bán rượu Tây. Nhưng mà nhập có thuế hay không đéo biết. Nhưng mà mai đi tố cáo với đội chuyên bán rượu Tây. Nhưng mà mai sẽ đi mách. Không biết là có thuế không là Bầu Đức, Bầu Đức ơi à? Mày có nộp thuế không đây? Doanh nghiệp có nộp thuế không? Được, chứ không mai tao đi mách là mày chết đấy. Mày chứ uống bẩn à. Chiều cho anh nợ 20 triệu chứ. Ok anh luôn. Giờ uy tín nhỉ. Uy tín luôn. Chưa chuyển cho anh luôn. Anh ấy. Mẹ từ cái lúc chơi với thằng chơi đúng là chơi với thằng nào là khổ mình ra này. Chơi với thằng quán rượu Tây thì mẹ nó cứ đưa rượu cho mình hiểu chưa? Mình trong lúc mình phê mình sĩ hiểu chưa? Đâu thì mẹ à. Đêm đéo là uống hai chai hiểu không? Nó kích cho mấy câu mình thì có tính bốc đồng hiểu không? Cứ chai ngon mang uống. Mà nó cứ uống cái rượu của mày, tao đéo muốn uống rượu ta đó. Nó đéo bị đau đầu, hiểu không? Có sướng. Mà tao uống, tao còn uống một mình, tao một chai thôi. Thì mới đủ lo rồi chứ. Uống bia thì đừng lái xe, chú không bao giờ lái xe. Chú có lái xe mà. Được rồi. Hai thằng mày chơi đẹp cái Khánh đẹp anh. Em tải đi anh tí nghỉ gì cho ACA88.com. Khi em tải xong em làm tay hướng dẫn đã được tặng 99k rồi. Còn anh toàn chơi ở đó. Nên đấy anh chuyển cho mày luôn. Mày kết bạn Zalo với anh. Anh chiến đấu chia lọc cho mày luôn, mà chả có cái bỏ cái gì cả, mày giao lưu giải trí thôi. Hiện tại nó đang là cái cổng uy tín rồi. ADI88flight.com. Đấy em ấn vào đó, em tải em đăng ký xong em nhận 99k. Trình bày nắm quá uống đi. Đấy. Thịt gà, cơm lếp và đàn bà. Trong ba thứ đấy là phải dùng bằng tay, hiểu chưa? Anh nhưng mà địt mày đéo được rồi. Đéo được rồi. Cái này là đậu chấm mắm tôm dùng bằng tay chết mẹ đó. Đây là đậu chấm mắm tôm này. Bắn hết đít sao mà lé được. Cái món đậu chấm mắm tôm mày ăn xong là tí đi hôn nhỉ, lút lưỡi nhỉ. Chó, thực ra là anh kiêng thịt chó rồi. Nhưng mà mày gọi mắm tôm. Người Bắc là thằng nào mà không biết ăn mắm tôm là thằng nói phét. Đúng rồi, mắm tôm mày ngon lắm. Làm biết nó rất là không vệ sinh nhé. Ngon luôn, tôm đặc sản luôn. Nguyễn Văn Hiếu đang xem. Chẳng qua anh là không cho anh hải sản nữa anh. Chẳng qua ăn. Là Đức hiểu chưa? Chẳng qua là mày nó ghét cái gì? Chẳng qua là bọn nó một thằng có tí tiền này nó chơi nó thể hiện. Hai nó có tí sao số hay là nó tí ngôi sao nó đi khinh người nó thế thôi. Chứ mình mẹ mình là dân đen chứ mình có là cái con cặc từ đâu mà, đúng không? Chả có cái gì phải xấu hổ, chả có cái gì phải ngại. Chơi với mọi người cứ hòa đồng. Xong hết. Chơi với mọi người, ai cũng chơi được hết. Mình thêm bạn bớt thu. Đấy. Thỉnh thoảng vẫn có cho cá trộm cái. Chú uống đi, chú nói nhiều thế. Bú bia thầy nói sao không. Được mấy non rồi, mày đúng mày không tí mày tua lại lai chín. Mẹ cái thằng. Mấy non. Tao uống một phát là một lon. Riêng chú Ấn đúng không? Riêng là tôi nhá, không bao giờ là uống nữa. Ba chú này. Này nhìn thấy con muốn chơi là biết anh ở đây rồi. Anh bảo. Dạ. Thế sao em lại cho nhân viên mặc áo 2 chiếc hát kìa? Ủa thì Hùng Hiệp. Hả? Đó là Hùng Hiệp. À Hùng Hiệp thì anh lại tưởng em phải đi theo cái bọn gì hát mờ. Lại đi từ gần tí này cô ôm mà lo. Thôi từ từ em mang lên cho bọn trẻ con đã. Chợ chồng đánh à? Vâng. Đánh có được cái gì?
bà chủ nhiều tiền nhưng mà nhìn bà chủ chắc chắn đấy, uy tín đấy. Nhưng mà nhìn bà chủ được ấy nhỉ, chắc chắn uy tín nhỉ. Ai đây bà chủ đấy? Đâu lại bà chủ nữa? Đấy bà chủ đấy. Đâu? Bà chủ này uy tín hơn đấy. Ui, bà này béo như con lợn lên. Tín luôn, chắc chắn. Ê chị. Ừ, chị nấu không chị? Em là hay xem quan trung tư quốc lắm. Ăn ít rồi, béo quá rồi. Thế là phải uống giảm cân nhỉ? Đúng rồi, không phải giảm cân, ăn ít rồi. À, gặp Linh, là yên tâm, uy tín luôn nhá. Mình phải điều chỉnh ngay rồi đó. Đứa này uống hết thì anh uống cái. Anh uống đi em ơi. Anh uống hết đây. Hai thằng uống hết thì uống với anh cốc nào. Anh uống hết cái này thì mới bằng em. Đúng rồi, anh uống hết cái này bằng của em. Chưa? Thế tao lậy mày. Chơi đẹp tí đi. Anh chơi đẹp đi. Chơi đẹp tí đi Đức. Anh nói thật đấy. Mày uống với anh một cốc tử tế nào. Uống đi hết thì anh còn uống ngay. Chú vẫn uống mảnh thế đấy. Nó cũng uống cái bây giờ đi anh em. Mà chú uống nó ba 10 cốc rồi mà nó cũng không uống. Cho anh 2 bia cho mày. Mẹ này còn nóng đen nhà mày. Bọt anh. Mày bán bia, mày bán rượu tây chứ. Qua em đường mình đi bóng đá cũng gãy rồi. Cho anh 22 triệu mới kính. Thằng chủ đó là mày bán rượu tây mà nó đéo nào cái kính này bị bó bột thế này. Đéo là rồi nhỉ. Anh nghe không chưa? Thôi anh đừng bỏ ra, mà em mình gắn được nó vào anh. Cứ như chân của mình. Mà em mình gắn được nó vào anh. Bỏ ra. Mày à đấy. Chủ bán rượu tây mà đến nhà cái kính này bó bột thế này nhỉ. Dạ thế nhỉ. Bẻ mẹ nó bên này là sao? Hả? Rồi, làm ra một cái kính mới. Anh, em chưa ra. Bán rượu tây mà sao lại kính nó bay cái ốc qua từ cái đồ luôn đi bay ốc mặt em kìa, nó xúc mặt em. Bay ốc à? Này để anh sửa cho. Không, cho chú tâm nè. Em không sửa đâu. Đúng không? Đại gia mà nhiều tay mà đi kính để bó bột. Này xúc phạm cái phần kính á. Cuối này cho chú Vi Tâm. Chú sửa đó, yên tâm hơn. Anh sửa cho mày lét căng. Chú ấn lát rồi. Chú ngủ đi. Còn lâu tao mới lát, tao mới uống có 21 cốc rồi tao mới lát được. Chờ gặp đại an thắng chứ đâu. Anh thắng rồi. Tôi chạy em anh rồi đấy. Em không nhìn thấy gì. Mẹ đeo tầm tầng ấy bằng nhau. Không sửa đâu. Mẹ tao. Mẹ tao. Không sửa đâu. Chạy em đi. Tao mày bé nhỉ. À. Tao mày là đang không được rồi. Thôi chạy em đi. Mẹ ở đây. Này này lấy dâu tôm lên cắm mà. Không. Thôi chạy em đi. Mình không nhìn thấy gì. Đâu, thằng ấy chơi trò nhỉ. Hôm nay đẹp quá trời, con lô đi. Cái cháu nó 23 là cứ thế 23 mà lên. Còn mày nhắn tin Zalo 0855 456 789. 0855 456 789. Thôi giờ hết đi nhỉ. À, hết à? Hả? Anh cứ bỏ gì ấy? Hết. Anh hết, em hay Khánh hết một lửa. Ngứa tài đấy. Đó. Rủ nhau đi uống bia ra đến đây đâu. Anh uống hết, em mới Khánh một lửa. Đúng là thằng Tây muốn Khánh. Đúng không anh em? Đó, càng ngày nó càng rót cho mình đầy hơn. Các bạn 10.000. 10.000 này. Các bạn 10.000 đấy. Anh đặt lên đây xem hết chưa? Mày
Đây, Khánh ơi. Không, em biết. Chơi, chơi đẹp tí em. Lại cao mấy thằng. Hôm anh cứ ăn gì buổi sáng mà anh kinh. Vậy là vừa đánh vợ trận gì không? Vừa này có tung hết mua rượu ấy nhỉ? Đá lật mõm rồi không? Đức ơi, Đức ơi. Đức ơi, mày làm cái lồn gì đấy Đức? Đức ơi. Đức ơi. Đức ơi. Quân đâu này? Quân nhỉ? Quân đấy ngồi im quá. Còn lại nhìn hai chân chơi. Nhìn tội nghiệp không? Uống bia. Uống đi. Thầy uống bia như bỏ uống bia ra tốt đúng không? Khánh ơi. Cho em thêm hơn nữa này. Qua đây. Dạ. Em ơi. Em ơi. À chị em bảo. Chị anh, lại em nhờ đi chủ quán rồi. Anh nhầm đi chủ quán rồi. Chị về ăn ít thôi nhá. Gầy vợ đi. Dạ vâng, ok chị luôn. Bực mình ghê. Bực mình như thế, ăn nắm con ơi, béo. Không, mấy người không ăn con béo. Ok, em tải ấy. Như chi mày phải tải. Chi anh em mình lên chiến đấu. Nên bia. Đến tối uống bia chó quay ngon. Không. Ra anh bên kia thì chó lâu rồi. Người ta gọi là phú quý sinh đấy nghĩa. Từ cái lúc mà có tí tiền rồi gọi là kiếm ra có cuộc sống tốt hơn. Nếu ăn muốn ăn thì chó nữa. Trường hợp đó hôm nào mà bị vào thế là mình ra quán nó gọi thì chó xong rồi. Mẹ nó thơm hiểu không? Mình kiêng đặt nhưng mà mẹ nó ra nó gọi sẵn rồi. Cái một cái giống thịt chó mà nó nấu rượu mặn nên nó nướng thì mẹ riêng mẻ mắm tôm phải cho. Thơm mà bố nào chịu được thôi nhắm mắt nhắm mũi thôi. Kiêng thì kiêng cũng phải đớp tí ở đâu cho đỡ bật. Còn bình thường mà rủ đi ăn thịt chó là không bao giờ đi ăn đấy nghe phải cho. Bình thường mà rủ tôi là thịt chó đéo ăn. Đó. Chứ là mẹ đưa ra quán rồi nhá. Nấu cái món giả cày. À quên. Đã thịt chó lại còn giả cày quên. Nó nấu cái món rượu mặn hiểu không? Một bia này. Cái gì? Uống hết đi bộ, từ từ cháu. Uống hết đi. Bây giờ hai thì mày uống hết đi, tao mời mỗi thằng hai cốc. Cái gì? Bây giờ hai thì mày uống hết, tao mời mỗi thằng hai cốc không? Đây nè. Là anh còn được 4 cốc. Bây giờ nhá, bây giờ anh chỉ chơi này thôi. Bây giờ anh uống 5 cốc liên tục. Mỗi cốc 1 triệu. Tao không uống được hết 5 cốc, tao mất 5 triệu. Uống đến bao lâu? Uống liên tục luôn. Xong bao lâu? Bao lâu? 30 giây. 5 phút. Liên tục 30 giây chứ. Mẹ đây mới vừa uống về đó cho tao đã phép cái đấy chứ. Chơi không? Không. 5 cốc trong khoảng 3 phút. Không, 30 giây vì uống biết hơi nó khác. 30 giây này. Mẹ mày rồ mày bịp à? Mày đẹp hơn nữa vừa. 8 cốc 3 phút. Tao chịu. 5 cốc trong khoảng 3 phút. Tầm này luôn. 6 cốc. 6 cốc 3 phút chơi. Em tính giờ. À 3 phút đều được thì mẹ cho 1 phút giải lao. Bao nhiêu anh? Cho 1 phút để giải lao chứ là 4 giờ. 4 phút. Không. Đang 2 phút này. Đang 7 à 6 cốc 2 phút này. Cái thằng Đức ấy thì mày mình chơi cái kiểu gì? 4 phút. Thì mày không về thì mày tập thể dục của mày cho nghỉ chứ một tí chứ. Không, bia hơi cần gì phải nghỉ. Bia hơi thì không phải nghỉ. Cho anh năm ạ. Đâu rồi? Chơi không? 6 cốc. 6 cốc 4 phút 3 phút. Tao nếu chỉ 6 cốc thì chơi 5 cốc 3 phút thôi mày chơi không? Bây giờ mày chơi luôn, tao chơi 10 triệu luôn. 5 cốc 3 phút. Nếu mày thắng, anh tặng lên 10 triệu. Em cứ mất 5 triệu. Ờ. Ok. Ok, được rồi. Được rồi. Chơi 5 cốc. Xanh 5 cốc này. 5 cốc này. Lấy cốc 10 nghìn đấy nhá. Cốc 10 nghìn đấy. Cốc 10 nghìn đấy. Cốc 10 nghìn đấy. Đừng có bao nhiêu bọt đấy. Chơi nó phải chơi chất. Nó phải căng nhỉ. Căng. Mẹ mấy cái thằng nó chơi với những người có tiền rất là khó chịu. Bây giờ có những người người ta chỉ biết là nghĩ làm sao để tiêu tiền đi thôi hiểu không? Hàm nhà mày rồi. Giàu nhất cái quận Hà Đông rồi mà mày cả xỉ vãi cả lờ luôn. Hôm nay mà mình phải gặp nó tí hiểu không? Khó lắm anh ạ. Đây nhà cái ông em này.
giàu nhất là khu vực Hà Đông này, nhưng mà chắc cũ lắm. Cái thích đéo chơi khó dụ của nhau. Cờ bạc thì nó đánh thì nó toàn thắng người ta. Cờ bạc nó đánh lô cứ 15-20 nghìn điểm một con. Mà đánh nó đánh được nào là chủ lô ra đường đấy. Chúng bắt ai nhảy chủ lô ra đường. Mà nó không trúng thì nó chỉ là mất tiền ăn sáng thôi, mà tiền của bố nó đấy mà đánh tự tin lắm. Ồ, này nó hết bia. Em ơi, em còn bia. Hết bia rồi. Hết bia. Nếu hết thì phải nói anh câu anh ấy còn khác mua. Chứ uống dở mõm thì dở mồm ấy chứ. Mẹ đến tầm này anh bắt đầu anh uống mới vào cướn rồi đó. Anh Khánh bấm giờ cho em nhé. Đây, bấm rồi, chờ sẵn. Tầm này là huấn ông uống mới bảo cướn. Huấn cụt chuyên ăn tục nói phét. Cái nghề của tao là ăn tục nói phét. Cái thằng ngu như mày. Mẹ định nào. Người ta gọi là có tiền nói người khác mới nghe. Khi những người có tiền nha, thì nói cái gì người khác cũng tin. Còn cái tầm mày mà không biết, không, tao nói thật là nếu mày không biết nói phép thì mà mày không có tiền nữa, mày có nói thật thì người ta cũng bảo là mày xạo lồn. Đúng không? Xã hội sống là phải có anh em bạn bè, chơi với mọi người là phải tôn trọng lẫn nhau. Em tải đi nhá. À, đấy em ấn tải đi. ACE.com em tải xong. Thì em tải xong là được 99k. Em chiến đấu. Nếu hết thì liên hệ với anh qua Zalo 0855 456 789. Cho em con nô. Cho mày, nếu mày ăn được thì mày tốt, mà thua mày đừng có chửi tao. 5 cốc, 2 phút đúng không? 2 phút, đúng không? 3 phút. Tức cả bù giờ là 3 đấy. Đấy, cả bù giờ là 3. Chú xem cái... Ê, em để vào chim mình. Sao nhiều bọt thế? Nhảy có 10 nghìn mà cái gì mày uống mà? Anh uống các bạn kìa. Ờ 5 cốc 3 phút đến 1 bù giờ. Là 1 phút bù giờ. Thì anh uống gì nữa? Ờ, là 4 phút đấy. 3 phút, tổng 3 phút, anh bảo là tổng 3 phút mà. Sao bị tần kinh à? 6 cốc thì 4 phút. Còn nếu mà rồi, 5 cốc 3 phút rồi, anh quên rồi. Anh quên rồi. Anh nhầm rồi. 6 cốc thì 4 phút, 5 cốc thì 3 phút. Chú nhìn rồi. Rồi mấy phút nhỉ? 3 phút, 5 cốc và 3 phút. 5 cốc 3 phút. 6 cốc 4 phút, anh chọn đi. Thôi 5 cốc 3 phút thì bù giờ 30 giây. Không, bù giờ. Anh đéo 5 cốc 3 phút bù giờ 30 giây. 10 triệu. Lộ ngô, lộ ngô 10 triệu đã. Anh mất 10 triệu ấy, em mất 5 triệu đi. Mày bị tội tao uống vào tao, tao mất 10, mày 5 đi. Em uống nhá. Đó. Mày uống đi. Em là 4 đúng không? Đó. Em là 4 phút đúng không? Được. Anh chơi đẹp luôn này. Đồn. Nghĩ mày uống được không? Nghĩ đi. 4 phút. Thế đến lại 5 cốc này 4 phút. 5 cốc này 3 phút cho phút bù giờ là 4 đi. 4 gì nữa? À. Toàn 5 cốc 4 phút. Nhưng mà phải ngồi nguyên đi nhá, thì phải uống xong mà đi đái hay đi vệ sinh tao đéo nghe. Không, cái đó 4 phút là được mà. Em thích em chạy đâu được mà. Thì uống luôn luôn được uống à? Không, trong 4 phút đấy là được. Không, nó đi đái được mà. Không được, nhưng mà không được ưa. Em bấm giờ văn nhá. Là trong 4 phút đấy nó không muốn hết. Phải ngồi nguyên, hết xong phải nhận tiền. Nó đi đâu thì... Nó đi đâu thì... Phải nhận tiền xong mới đi chứ. Chứ bây giờ nó uống nó ẻ cái này, uống tiếp à? Mày đứng bịp. Thời gian nó mất 30 giây rồi anh ạ. Đúng không? Thời gian nó mất 30 giây rồi. Bây giờ như này đi cho dễ này. Bây giờ anh uống 5 cốc 7-3 phút. Ờ, hợp lý luôn. Là mày thua mới mất 10 triệu. Quân quay TikTok cho anh. Ờ, quay TikTok. Bây giờ là cốp tiền, bắn tiền tài khoản, chuyển sang Quân. Anh uống hết 5 cốc này, hết 3 phút, mày cho anh 30 giây là nghỉ giải lao thôi. Nếu mà anh lôn thì là anh sẽ mất 15 triệu. Và anh thắng thì lấy 10 triệu. Tức là tổng là 30 giây. Tổng chỉ 3 phút thôi. Tổng chỉ 3 phút thôi. Em tổng chỉ là 4 phút, anh chọn kèo đi. Đấy, anh em đang nhìn hết rồi đấy, anh nói sai rồi đấy. Lúc anh bảo 2 phút, bù giờ cho 1 phút rồi. Bù giờ 1 phút rồi. Anh chơi trò. Đấy, anh em đang nhìn hết rồi đấy. Tao uống mày đầy đi nữa. Cái lồn Đức này. Một là anh uống, hai là em uống mà. Là người ta rót chứ không phải tao rót. Người ta toàn rót bọt, em rót toàn bọt thôi. Thì bây giờ mày uống đi. Như nào? Mày, à mày uống đi, bây giờ mày uống đi. Bây giờ từ đầu mày còn chưa uống, người ta chấp mày luôn đi. Em uống rồi. Kèo này thơm, mày gặp với tao cái. anh trời đéo mẹ ta vừa đảo ấy, trời mấy cốc liên tục rồi
đấy rồi, thắng lại dầm đây đây. Thắng lại dầm nào vậy? Tôi thắng thì tôi chỉ đông. Thắng lại dầm cho vào bổ luôn. Đây cho vào bổ luôn, cho vào bổ luôn. Mày lùi cái xe nhanh lên nào. Nhanh thế nào. 5 3 lượt đường. 5 cốc 3 phút này đủ đi. 5 cốc 3 phút thì vấn đề mà. Vấn đề. Thì mày đố làm gì? Ơ kìa. Mày nói một cái. Anh nhập kèo là 2 phút. 5 cốc 3 phút thì anh uống rồi. Rồi, mà cho anh 3 phút. Cái gì? 30 giây là anh đi đái. Không. Tức là chỉ trong vòng 3 phút đấy anh muốn đái nhiều nhỉ? Tôi rồi, đếm rồi. Nó hả hết bia rồi. Thế bây giờ cho anh đi đái một phát nhá. Anh đi luôn. Anh đi đi. Cho anh đi đái không à, cho anh đi móc một phát nhá. Anh thích móc gì anh không? Anh móc gì không? À, thằng này nếu mà chơi thế thì tao lại chơi để không lịch sự. Ok. Bây giờ chơi với thằng mới đi. Thằng lại dâm mày. Nếu mà nó nhận thì là... Mày thằng dâm ơi, nhanh như thế nào? Nhanh như thế nào? Chơi. Nhanh như chân như nào? Thằng này uống bia giỏi như nào đâu mà. Đấy. Thần bia. Anh quân idol à? Thắng. Em đóng cửa kiếm tiền của anh này. Anh quân idol. Anh quân rồi. Lần sau em hát thì em đừng hát mấy bài thất tình nhé. Lần sau mày hát mấy bài thất tình. Bây giờ đang bóng kèo như này. 3 phút anh uống hết 5 cái cốc bia này. Có là 15 triệu. Thắng. 3 cốc 5 phút 10 triệu. 5 cốc 3 phút 10 triệu. 5 cốc này cho 3 phút 10 triệu. 10 triệu. Đức có đố đấy. Đức có đố. Tôi muốn tôi không đủ anh nhá. Anh phải 7 cốc. Nếu anh thắng thì tôi phải 7 cốc. Cái gì? Cái loại mày đúng nè. 5 cốc 3 phút. Mày không muốn được. Rồi. Chớ ngay. Chớ được á. Còn mẹ. Ủa thế rồi tao được. Cái thằng mày đúng nè. Em đi anh nhận kèo đi. Mày đéo về em anh nhỉ. Em đi phải khiêng kèo này. 4 phút được không? 5 triệu ăn 10 triệu. Mà tao uống mười mấy cốc rồi. Mày hỏi cả nhà đi. 3 phút 5 cốc có nghĩa là tính ra là bao nhiêu giây là một. Anh chưa đi đái phát nào từ lúc uống bia luôn. 300 giây là 50 giây anh uống hết một cốc rồi. Không, thực ra là cho anh cùng Đào Hữu Tùng đi chém nhau với anh không uống. Chém nhau mày có gì chém chó à? Cho anh cùng bia đi. Mày bị thần kinh à? Mày rủ thằng bố mày, rủ gì tao? Tao đi chém mày các người ta lại bảo nó chém chó. Ngược đãi động vật thì nó dở hơi. 50 giây uống hết một cốc. 50 giây thì được, anh thắng được. Ok nghe chưa? Giờ anh cực cực 3 phát là anh hết mẹ 1 cốc. Giờ anh có dám uống không? Nếu mà tầm này thì là uống mà 3 phút là có khả năng thua. Sợ không uống nổi. 3 phút 30 giây. Còn chắc chắn em thua. Anh thua mới 5 triệu, em đang được anh đang được 10 triệu. Anh thua anh mất 10 triệu. Cái gì? Em cái đặt vấn đề. 5 triệu. Nó đẻ đủ các loại. Ok đúng không? Mình đúng không? Anh vừa bảo xong anh vừa nói xong. Cái đấy là anh bảo. Cái gì nữa? Anh thua đến mất 5 triệu, anh thắng được 10 triệu. Anh thắng em cho anh 5 triệu. Đấy. Như nào? Đúng. Nhưng mà anh nói thật với tao như này nhá. Đó bây giờ một rồi anh uống một tăng anh uống thông luôn rồi. Không 5 cốc rồi. Không. Nếu mà anh mà vừa mới ngồi vào như mày nha thì tao chấp luôn em một cốc luôn. Anh có thật luôn. Không, nếu mà vừa vào thì phải bảy. Không. Chấp luôn một cốc luôn. Bốn lần. Nhanh cũng đáng hết biệt thôi. Bây giờ 3 cốc rưỡi, à 3 phút rưỡi. Bây giờ chơi kèo cũng cá đi. Bây giờ anh em mình uống luôn thì nó dễ. Là anh em mình mỗi thằng làm cốc thì cho dễ. Thế là anh chưa kèo quá. Ủy là mày chơi chắc à? Bây giờ 3 phút rưỡi. Thế thôi. Năm ăn năm. Không. Năm. Phải được 10. Thế 10 ăn 10. Không, 5 ăn 10. Không. Không, 3 cốc phải 100 nghìn uống được. 3 cốc có thông là anh 100 nghìn uống được. 3 cốc thì được. Kể cả là 1 triệu ăn 100 triệu là anh chơi. 3 cốc thì được, 3 cốc thì được. 3 cốc thì chắc chắn là được. Nhưng mà 3 cốc còn bao nhiêu phút? Sợ là... Không, 1 phút thì không có nói. Ok, 5 triệu ăn 10 triệu. Lại chơi. Xong kèo. Cái lồn đi. Thế tiền cho chồng đi. Chuyển vào luôn, chuyển vào cho mua tài khoản. Chuyển đi, cho Quân đi. Ok, anh chuyển cho Quân đi, em chuyển cho Quân. Bây giờ chuyển xong ngay mới chuyển chứ. Em 1 phút là chuyển xong. Chuyển cho anh. Bây giờ mày đéo chuyển. Mày không? Không, kiểu này anh em có tiền thì khát karaoke rồi. Rồi không anh mời anh em karaoke rồi. Trước khi chơi kèo là uống hết cốc cái đá nhưng mà anh em làm cốc có mắt á. Không, anh cứ để anh giữ đi, không phải chứ đâu lại không uống được. Mấy người dạ nhỉ. Tháng cứ bổ đi chứ gì nữa. Bổ đi để xong kèo này bạn trực tiếp trả tiền. Anh em uống 5 cốc rồi, 6 cốc. 5 cốc rồi anh. Mày tuần đấy. Chào Trần Phú nhá.
Linh Ly ơi, nó đánh bạc ấy, nó đi massage đấy. Thôi tiền mày chuyển đi massage không được. Tiền của mày chơi chứ Quân là thằng Khánh chuyển để chơi. Chơi đi chuyển tiền vợ thằng ấy. Tiền nói chung mày. Tài khoản mày chặn nhanh cái vấn đề chặn tiền. Bây giờ cứ uống hết cốc này xong anh là vẫn chơi. Anh chơi như thế em thắng em không. Chơi đấy buồn cười lắm, đi uống anh tự yên bảo vợ chuyển tiền. Thế anh cầm 10 triệu kho lắm. Hiểu không? Không anh phải cầm Quân nhỉ? Thôi cứ uống hết cái cốc này xong là anh em mình chơi. Không anh uống như thế đi. Cầm dây chuyền là được rồi, không cần phải dây chuyền này không. Được có sắt bán luôn đấy, anh không gỡ được đâu. Có sắt bán. Thắng nó phải quy tắc của anh rồi, uống 3 cốc cái người được. Bởi vì là mà này, thắng ấy, anh nói nhẹ nhất nhá. Em ơi. Tao vào nhá, nó bắt tao uống 6 cốc mới được mời nó. Mày tin không? Bây giờ anh nói sai, mày hỏi hàng này có phải anh uống 6 cốc mới được hai mời hàng nó không? Anh nói sai con đi ngủ mắt luôn. Chơi bịp đấy nhỉ? Em đi đánh ngủ trước. Nó bắt tao uống 6 cốc mới được mời ở đây. Ngồi đúng rồi. 12 giờ. Ok nhá. Chú say rồi, còn lâu chú mới say, chú chỉ hơi phê. Đâu đầu tiên ra con cháu Long cũng vậy thôi. Mà anh bảo không uống được chưa? Anh uống 3 cốc thì mà để được không nhỉ? 3 cốc. Bây giờ 6 cốc là nó chạy mẹ luôn. Không thắng tao chạy. Nó mà uống 6 cốc liên tục thì nó chạy luôn. Các bạn hiểu rồi. Đã uống 10 hơn 10 cốc bia trong người rồi. Và chơi kèo đấy thì bạn có dám chơi không? Chứ còn nếu mà chưa uống thì nói làm gì, chưa uống thì mình. Chưa uống thì tôi nói thật với bạn thì tôi uống được. Uống vui thôi, thầy giữ sức khỏe, ok cảm ơn em nhá. Thầy lúc nào cũng khỏe như con bò tóc luôn. Nói thật là bình thường thì mình uống bia thì khoảng 15-20 cốc thì ok. Cả về vẫn công việc chuẩn chỉ, vẫn nói chuyện với mọi người. Nói chung uống trên 10 cốc bia, dưới 10, từ 10 cốc trở lại không bao giờ đứng dậy đi đái. Còn mấy cái thằng uống 3 cái cốc bia uống đái đi chỗ lọi chỗ kia, mấy cái thằng đi uống bia mà nhấp nhổm mà đứng dậy là mấy thằng phép. Uống bia là phải ngồi nguyên một chỗ thì mới đẳng cấp, chứ còn uống bia đi đái bà ấy bây giờ. Đáng hết 3 cốc em. Đấy mày nhìn thấy nó là từ sáng rồi cũng khỏe. Em tải đi, em tải link đi xong rồi anh tặng nhá. Bỏ đi 5 người. Không cái ở ngoài. Bây giờ kích thích anh không chơi. Mà cái vấn đề mà ăn nhậu là chắc chắn là không bỏ được. Truyền thống của người Bắc là ăn nhậu, giao lưu. Nhưng các bạn ở tất cả các tỉnh đến là ok. Em xin con đẹp hôm nay. Nếu mà mày lỗ đẹp ấy, nếu mà anh cho mày được mày ăn, thua thì mày cấm chửi tao thì ok. Chứ mày thua tí mày nên mày chửi anh này. Còn anh nói thật với em luôn, anh tâm sự luôn. Anh mà biết con gì trăm một nghìn, anh bán cả họ anh chơi. Đúng không? Nhưng mà chẳng qua là anh đỏ thì mày theo thì nó ok cho nó nhanh, đúng không? 0855456789 nhắn tin Zalo đó, anh cho mày theo một tháng nhưng mày phải chấp nhận. Mày theo anh mày được ăn thì mày cảm ơn tao, còn mày vỡ mồm thì mày đừng có chửi. Bây giờ anh em nó phải rõ ràng chứ, còn có mà ông trẻ của anh chống lại cũng không biết là trăm một nghìn hôm nay về con đề nào để nhà nước quay là sau này mình biết. Phải nói rõ, còn ông theo tôi một tháng tôi chấp nhận. Để cho ông theo được thì ông ăn. Thua ông đừng có chửi. 0855456789. Còn ông chơi ace88play.com thì ông ấn vào link để ông tải về. Tải về. Khi tải xong tặng 99k. Mà ông nhắn Zalo thì tôi sẽ hỗ trợ cho ông thêm. Thế cho nó nhanh dễ hiểu.
uống nhanh bia đắng uống ok. Và bây giờ là mình uống bia với anh em nhá, nói chuyện có nhiều cái câu chuyện riêng. Rồi chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá, chúc gia đại gia đình thì mọi người luôn sức khỏe. Còn cảm ơn tất cả những anh em bạn bè cô dì chú bác. Đấy, em ace88flight.com. Cuốn thích chết không? Bố mày con chó nó còn tiếc mạng sống được gần này hỏi tao. Cái thằng Bùi Văn Triệt đấy. Mày ngu quá nhỉ, mày hỏi câu ấy, động vật nó thích sống còn nói gì người. Mày tưởng là mẹo thịt người ăn được dễ lắm mày. Được chưa? Cái này cẩu động vật như mày đi được tuổi gì nhá. Ok anh em, bye bye mọi người nhá.